Xin chào mọi người. Thì hôm nay Vương ra vườn và làm một vài video về nông nghiệp, về ứng dụng các sản phẩm từ trùng quế và những cái chế phẩm dinh dưỡng sinh học do Vương nghiên cứu sản xuất cho tại cái farm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng này của mình. Thì chỗ Vương đang ngồi đây là cái chỗ mà Vương đang trồng một số chậu cây rất là đặc biệt. Tại sao nó là đặc biệt thì Vương cũng xin chia sẻ luôn. Đây là cái nha đam va, hay nói đơn giản dễ hiểu là nha đam bị đột biến nha mọi người. Đây thì nha đam bị đột biến, thì trong một cái khu vườn hàng trăm hàng ngàn cây thì chỉ có một vài cây nó bị đột biến như thế này thôi. Và cái điểm đặc sắc này là nó đột biến từ trong gen nha mọi người, chứ không phải do tác động của ngoại cảnh là nắng gió hay là phân gì cả. Nên khi mà nó tắt cây con từ dưới gốc lên á thì nó vẫn mọc ra được cái cây nha đam con, nó bị đột biến giống y chang cây mẹ, nó có những cái sọc vàng đấy, có những cái sọc vàng nó như thế này nên nhìn rất là đẹp. Cái bẹ của nó cũng dẹp và tròn hơn bình thường nha mọi người. Đây là một cái cây nha đam con tách ra và chúng ta trồng kiểng. Hiện tại vườn có hai cây thôi. Đấy, nguyên một cái khu vườn nha đam rộng lớn của bà con thì Vương may mắn mà xin được. Ban đầu thì mua nhưng mà chị ấy không có cho, không có bán, cho tặng luôn. Thì Vương đang chăm. Với cái giá thể đang bổ sung trong này là phân trùng quế, đất, chấu đấy, và thỉnh thoảng Vương tưới thêm cái dinh dưỡng Alo Nutri Pro, cái dinh dưỡng chuyên dụng mà Vương nghiên cứu cho cái cây xương rồng này. Là cái cây nha đam này. Cái bản thân cái cây nha đam á thì nó không có cần nhiều dinh dưỡng. Nó là một trong những cái họ dòng họ với cây xương rồng mà. Nó chỉ cần đủ nước, đất tơi xốp thoáng, bộ rễ phát triển thì nó sẽ phát triển tốt, dày lá, bị cứng, cáp và ít sâu bệnh. Đặc biệt là bệnh thối nhũng thì hầu như không xảy ra khi mà chúng ta trồng trong cái môi trường giá thể ổn định và được nước đủ nha mọi người, không được dư nước cũng không được thiếu nước. Đấy. Thì cái dinh dưỡng Alo Nutri Pro mà Vương đang sản xuất cũng đang được cung cấp là ship trên toàn quốc. Mọi người có nhu cầu tìm hiểu thì Vương sẽ tư vấn thêm ha. Chai 1 lít, can 5 lít hoặc là can 30 lít đều có cả. Nhìn từ bên trên xuống thì thấy rất là đẹp nha mọi người. Đây nè. Mọi người ha. Nhìn từ bên trên xuống nhìn rất là đẹp. Đó. Đấy. Sọc sọc trắng trắng nè. Bẹ thì dày. Đó. Dẹp và có những cái sọc chạy dọc theo cái lá nhìn rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi. Thì cái video ngắn này thì Vương cũng làm để mà giới thiệu và kết nối cho những anh chị em nào mà thích làm nông nghiệp, yêu nông nghiệp và mong muốn là học hỏi thêm những cái kiến thức về nông nghiệp để áp dụng và ứng dụng ngay tại cái vườn của mình. Đấy, thì Vương cũng thích, rất là thích hoa. Đấy, rất là thích hoa nên trong cái farm của mình thì Vương trồng rất là nhiều hoa luôn ta. Một dải các hoa lan dendro, mocara, hồ điệp, giả hạt là Vương đều có hết ha. Phía xa xa bên kia là cái hồ nước mà Vương đang treo những cái chậu lan dưỡng. Đấy, thùng đó. Thường thì dendro nó chịu nắng rất là tốt. Tuy nhiên có những cái chậu mình có nhặt về mình nuôi á, trồng á thì mình phải thùng trong mát từ từ xong rồi mình đưa ra nắng. Mục đích ra nắng là để cho nó quang hợp mạnh hơn, kích cho nó ra nụ bền vững hơn nha mọi người. Còn những cái chậu này thì nó đang ra bông thì Vương sẽ treo đây. Và cái chỗ này là anh em đang ngồi học hợp và trao đổi nghiên cứu nhắm những cái chậu hoa thế này. Đấy. Dendro. Toàn bộ dendro hết, dendro có nhiều loại, chớp rồi xưa rồi. Dendro Yaya mini, dendro mix tùm lum hết, rất là nhiều loại. Đấy. Sẵn tiện thì Vương cũng giới thiệu luôn cái vườn nha đam mà Vương đang thực nghiệm ở đây. Nha đam ngày xưa thì nó rất là cằn, nhưng mà hiện tại với việc chăm sóc kỹ lưỡng, chu đáo và bổ sung những cái dinh dưỡng cần thiết, chế độ tưới hợp lý thì nha đam cũng đang phát triển tốt và đang ra ngầm bông. Đây, một cái ngầm bông rất là cao, và đây cũng là một cái ngầm bông khác. Đấy. Thì mọi người thấy ha, cái nha đam đột biến lúc nãy Vương giới thiệu thì nó không có giống như là cái nha đam này là một màu xanh thuần tí. Mọi người thấy ha, một cái màu xanh thuần tí luôn. Đấy. Còn cái nha đam hột biến hồi nãy là nó có sọc trắng chạy dọc theo cái cuốn lá nên nhìn nó rất là đẹp. Chúng ta có thể sử dụng nó để làm kiểng thẩm mỹ cũng rất là tốt. Đấy. Khu xa xa bên kia là cái khu vực mà Vương đang ủ và chế biến những cái loại chế phẩm sinh học men, dịch trùng quế, rễ chuối, rễ nha đam vân vân, rất là nhiều loại. Đấy. Một góc nhìn khác từ cái khu vực mà Vương đang trồng bông. Đấy. Vương đang trồng bông và làm kiểng tại farm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Thì mọi người có dịp xin mời mọi người đến ghé thăm, quan trải nghiệm và học hỏi thêm. Vương biết gì, Vương sẽ chia sẻ cái đó. Và anh chị em biết gì, thì Vương cũng xin phép học hỏi thêm từ anh chị em những cái kiến thức đó. Và đây là cái góc làm việc của Vương. Quay video giới thiệu hai cây nha đam va đột biến, sẵn tiện flash một chút về những cái sản phẩm mà Vương đang trưng bày
Đấy, sách trùng quế, sách nông nghiệp tuần hoàn, những cái cúp huy chương, huy hiệu, bằng khen, chứng nhận, chứng chỉ mà Vương đã đạt được trong suốt cái quá trình làm việc của mình. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh YouTube Vương Trùng Quế để chúng ta cùng nhau giao lưu, kết nối, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Và hôm nay Vương xin phép làm một cái video ngắn giới thiệu cái thử nghiệm mà Vương đang trồng cây dứa, một số chỗ gọi là trái thơm trái dứa. Dưới này là dứa MD2. Vương trồng thử nghiệm trong cái chậu bằng cái giá thể phân trùng quế đất và sử dụng dinh dưỡng 100% là sản phẩm do mình nghiên cứu và sản xuất, tức là dinh dưỡng dịch trùng quế này, GE nha đam để phòng trừ sâu bệnh và GE chuối để cung cấp kali cho trái nó phát triển và nó tạo đồ ngọt tự nhiên. Còn dịch trùng quế là một cái sản phẩm giàu dinh dưỡng axit amin đa năng, nó sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất, vi sinh vật đa chung vi lượng để cải tạo đất và giúp cho cây nó phát triển một cách bền vững. Đây mọi người thấy ha, đây là hai chậu dứa mà Vương đang thử nghiệm. Dứa này để được khoảng tầm 7 tháng tuổi rồi nha mọi người, này mới trồng nhỏ xíu xíu khúc xíu xíu đấy, nhưng mà giờ nó cũng đã to bự rồi. Thì Vương đang trồng trong chậu để thử nghiệm xem mà với cái môi trường là không trồng trong đất trực tiếp và trồng trong chậu thế này thì cây nó có phát triển tốt hay không, và chúng ta theo dõi đánh giá xem thử là cái khả năng chịu úng, chịu nhiệt, chịu nóng của cây dứa ở đất Ninh Thuận này nó sẽ như thế nào. Thì đây là một cái khảo nghiệm nho nhỏ mini của Vương để đánh giá xem là mình không sử dụng phân hóa học, phân NPK mà chỉ sử dụng những cái phân hữu cơ và dịch trùng quế và những cái chế phẩm dinh dưỡng dạng nước từ những cái phụ phẩm nông nghiệp như chuối, nho đam, xem thử là cái hiệu quả và cái dinh dưỡng và cái hàm lượng vi sinh vật nó có đủ đáp ứng cho cái nhu cầu phát triển của cây dứa hay không. Bởi vì sắp tới tương lai Ninh Thuận sẽ là một cái vùng thủ phủ không chỉ trồng nho đam mà trồng rất là nhiều dứa luôn ở khu vực miền Trung này. Đây, và dứa thì có rất là nhiều công dụng, không chỉ là làm thực phẩm cho người mà nó còn có thể làm vải sợi từ những cái vỏ dứa này. Còn cái những cái phụ phẩm như vỏ dứa hay là những cái cùi dứa bỏ đi, chúng ta có thể sử dụng làm nước tẩy rửa sinh học rất là tuyệt vời. Thì sắp tới Vương sẽ triển khai cái dự án này kết hợp với lại một công ty cũng khá là lớn, thì cũng chưa tiết lộ, thì sau này mọi người sẽ biết ha. Còn cái giá trị mà sử dụng của cái phụ phẩm từ cây dứa, cây thơm thì cũng rất là nhiều và tuyệt vời. Thì cái video sau Vương sẽ làm và giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm và những cái cách thức cơ bản mà chúng ta có thể làm những cái chế phẩm như là EE dứa hay GE dứa. Thậm chí Vương sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm và cái kiến thức làm cái chất tẩy rửa lau sàn, lau kính và sát khuẩn tạo mùi, khử mùi bằng cái phụ phẩm từ cây dứa nha mọi người nha. Đấy, đây, cây dứa nè. Thì mọi người nhìn thấy ha, hiện tại thì cây dứa này là Vương vừa bứng ở nhà ông ba của mình vào, thì cái lá dứa nó hơi vàng, tức là hiện tại nó đang thiếu dinh dưỡng nè. Còn cái cây này là dinh dưỡng tương đối đầy đủ, nó khỏe hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ kiểm tra và chú ý theo dõi ha. Hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2024 và đến ngày 6 tháng 10 2024 chúng ta sẽ xem lại thử với cái việc bổ sung phân trùng quế vào cái chậu này và một lượng nhất định vừa phải cái dinh dưỡng dịch trùng quế, xem thử là cái lá màu vàng này liệu nó có chuyển sang màu xanh đậm và nó sẽ bung chồi ngọn lên tốt hay không ha mọi người ha. Mọi người để ý ha, những cái lá này là lá màu vàng nha. Đấy, vàng, vàng, vàng và vàng. Chúng ta theo dõi xem ha. Đấy, đúng một tháng nữa Vương sẽ quay lại video để đánh giá kết quả. Chỉ sử dụng phân trùng quế 4 lốt bổ sung để phát triển bộ rễ của cây dứa này và dịch trùng quế định kỳ 5-7 ngày chúng ta phun, xịt, hoặc tưới một lần. Đây là giai đoạn cây dứa cần rất là nhiều dinh dưỡng để phát triển thân, lá, rễ. Và đến giai đoạn khoảng tầm 10 đến 11 tháng này bắt đầu sẽ lú trái. À, cái mặt trái dứa nhỏ xíu à. Và đến tháng 13, 14 tùy vào tuổi và cái loại dứa mà chúng ta trồng ha, thì nó sẽ mọc ra một cái trái dứa khá là to. Mỗi trái có thể đạt trọng lượng khoảng 2 đến 3 kg luôn á mọi người ha. Còn bình thường khoảng tầm 1 kg một trái là vui rồi. Đấy. Rồi, thì cái video này Vương xin phép được kết thúc ở đây. Và nếu như mọi người cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu thêm thì xin hãy nhấn like và đăng ký kênh YouTube Vương Trùng Quế. Vương sẽ hỗ trợ và tư vấn kết nối với mọi người và chúng ta cùng nhau học hỏi, phát triển cộng đồng những người yêu nông nghiệp, nói được, làm nông nghiệp minh bạch, tử tế, phục vụ, phụng sự cộng đồng và từng bước xây dựng một nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.